xin được kính chào các bạn khán giả của techchan tv như thường lệ đây sẽ là khoảng thời gian mà dành cho những tin tức nóng nhất về bóng đá việt nam như các bạn đã thấy thì lúc này thì tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế nội bài và sẵn sàng để lên đường sang qatar đồng hành cùng đội tuyển việt nam tại asian cup và điều đặc biệt trong lần này thì tôi được sự đồng hành của nhãn hàng yoga một nhãn hàng mới có sự góp mặt cùng đội tuyển việt nam và tài trợ cho đội tuyển việt nam ở rất nhiều những hạng mục đặc biệt là những chiếc áo di chuyển như thế này và những chiếc áo thi đấu đó là điều hết sức đặc biệt và để các bạn có thể sở hữu được những chiếc áo như thế này thì các bạn hãy truy cập vào số điện thoại 1800 0021 hoặc truy cập vào trang web jogabola com vn sau đó nếu các bạn muốn nhận được những cái mức giá hấp dẫn các bạn hãy đọc mã test tv chính là tên của kênh mà các bạn đang theo dõi các bạn sẽ được giảm 150.000 trực tiếp trên sản phẩm và sau đó sau khi giảm các bạn còn được giảm thêm 10% nữa Đó là một mức giá vô cùng hấp dẫn Dành cho những ai muốn sở hữu những chiếc áo của đội tuyển Việt Nam Và cả những chiếc áo khoác như thế này nữa Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay Đội tuyển Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Qatar trước khi bước vào tranh tài ở Asian Cup 2023. Do đó, trận đấu với Kyrgyzstan được xem là thuốc thử liều cao cho thầy trò huấn luyện viên Chuse trước khi bước vào giải đấu lớn nhất châu lục Tính từ ngày 20 tháng 11 đến nay, tuyển Việt Nam chưa có trận giao hữu nào, nên đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng nhất của thầy trò huấn luyện viên Jose cho Asian Cup. Trong khi đó, Kyrgyzstan được xem là có lợi thế nhiều hơn so với tuyển Việt Nam, vì chỉ tính từ tháng 12 năm ngoái cho đến nay, họ đã có 3 trận giao hữu quốc tế, gần nhất là trận đấu với Syria vào hôm 5 tháng 1, nơi hai đội hòa nhau với tỷ số 1 đều. Đây được xem là một lợi thế của đội bóng này trong việc chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu lục, giúp họ có thêm nhiều thời gian để chuẩn bị lực lượng. Trận này, Kyrgyzstan được đánh giá cao hơn, chưa kể tuyển Việt Nam đang gặp nhiều bất lợi ở trận đấu này khi trước đó một loạt trụ cột dính chấn thương không thể góp mặt. Do đó, cuộc đối đầu này sẽ là màn điều chỉnh và kiểm tra lực lượng của huấn luyện viên Chu cho những thay đổi về nhân sự trong thời gian gần đây của tuyển Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là bài kiểm tra chính thức của nhà cầm quân người Pháp trước khi đưa tuyển Việt Nam tham dự giải đấu lớn nhất châu lục, nên kết quả trận đấu giao hữu sẽ không quan trọng bằng lối chơi của đội. Ngược lại, tuyển Kyrgyzstan trong ba trận đấu giao hữu vừa qua đều có kết quả không tốt lắm, trong đó có hai trận thua và một hòa nên họ rất muốn giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam và coi như một điểm tựa tinh thần trước khi bước vào Asian Cup 2023. Về lực lượng, tuyển Việt Nam có một loạt cầu thủ dính chấn thương không thể góp mặt như thủ môn Đặng Văn Lâm, hậu vệ Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Thành Trung, Đoàn Văn Hậu, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Đức Chiến, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn có những sự thay đổi khá ổn. Ở vị trí thủ môn, nếu Văn Lâm bị chấn thương thì hiện có Nguyễn Philip thế chỗ. Trong khi ở hàng thủ có Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Thanh Bình có thể xem là sự thế vai khá ổn cho Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Thành Trung. Ở hàng tiền vệ, gương mặt trẻ Nguyễn Thái Sơn đang được kỳ vọng sẽ hòa lấp được khoảng trống của Hoàng Đức, trong lúc Đình Bắc sẽ được trọng dụng trên hàng công bởi khả năng săn bàn khá tốt trong thời gian qua. Trong khi đó, đội tuyển Kyrgyzstan dẫu có một số thay đổi nhẹ về lực lượng, nhưng vẫn có những nhân sự tốt nhất cho trận đấu này, và đây sẽ là những gương mặt tham dự Asian Cup 2023. 17 giờ theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập thứ ba trên sân Andrayan-2. Đây cũng là buổi tập chuẩn bị cho trận đấu giao hữu mang ý nghĩa tổng duyệt với Kyrgyzstan, diễn ra vào 16 giờ chiều mai, tức 20 giờ theo giờ Việt Nam. Do mang tính chất phục vụ các thử nghiệm, đánh giá về chuyên môn của cả hai đội tuyển, nên trận đấu sẽ được tổ chức trên sân không khán giả và không có hoạt động truyền thông. Đây cũng là quy định của AFC đối với các đội tuyển khi tổ chức thi đấu giao hữu cọ sát trên thềm vòng chung kết Asian Cup 2023 tại Qatar. Đối thủ của Việt Nam trong trận đấu đầu tiên là Nhật Bản cũng thực hiện tập kín trong ngày hôm nay, mùng 9 tháng 1. Tuy nhiên, các phóng viên của Việt Nam vẫn còn nhiều cơ hội để tác nghiệp tại buổi tập của đội tuyển xứ mặt trời mọc. Ít nhất là trong buổi tập chính thức trước các trận đấu vào những ngày tới. Sau 3 ngày tập luyện, toàn đội đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện thời tiết cũng như sự trình lệch về múi giờ. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Philip Jose cũng điều chỉnh giờ tập sớm dần lên theo mỗi ngày nhằm giúp các học trò thích ứng với khung giờ thi đấu trận đấu gia quân gặp đội tuyển Nhật Bản diễn ra vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 theo giờ địa phương. Cũng trong hôm qua, tập thể đội tuyển Việt Nam đã tổ chức sinh nhật cho hậu vệ Phan Tuấn Tài. Tất cả cùng nhau hát mừng cầu thủ của câu lạc bộ thể công Việt Theo. Huấn luyện viên Chu Xe cũng có vài lời động viên tới cầu học trò cưng. Asian Cup 2023 đã gần kề và các đội bóng đang gấp rút tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. Đội tuyển Iraq cũng không phải là ngoại lệ và để kiểm chứng lực lượng, huấn luyện viên Jesus Casas đã lựa chọn đội tuyển Hàn Quốc để đá giao hữu ngay trước thêm giải đấu. Mặc dù phải đối đầu với đối thủ mạnh nhưng đội bóng Tây Á lại không quá lép vế. Theo thống kê của SofaScore, đội bóng Iraq đã cầm bóng 42% thời lượng và có tới 6 tình huống dứt điểm về phía khung thành của Hàn Quốc. Đáng tiếc là những cầu thủ của họ lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Sau trận, huấn luyện viên Jesus Kassad chia sẻ với truyền thông: "Việc được đấu giao hữu với Hàn Quốc là trải nghiệm thú vị của chúng tôi. Đây cũng là trận đấu quan trọng để tôi có thể nắm rõ phong độ của từng cầu thủ trước thêm giải đấu. Mặc dù đã có một màn trình diễn tốt, các cầu thủ vẫn cần phải cố gắng hơn khi giải đấu đang cận kề." Một số cầu thủ đã cho thấy sự xa sút về phong độ và một số người cũng chưa có cơ hội để làm quen với các đồng đội. Điều đó phần nào khiến cho đội tuyển Iraq có những tình huống đáng tiếc. Huấn luyện viên của Iraq nói thêm, mục tiêu của tôi là xây dựng một đội bóng có lối chơi tập thể tốt, sẵn sàng cạnh tranh với mọi đối thủ ở các giải đấu. Không chỉ huấn luyện viên Jesus Casas, ông Ali Al-Naimi, Cựu chuyên gia phân tích kỹ thuật của đội bóng Tây Á cũng nêu bật điểm yếu của đội nhà. Thành thật mà nói, yếu tố tâm lý cũng là điều mà luyện viên Jesus Casas cần phải làm ngay lúc này để có thể chuẩn bị thật tốt tại giải đấu sắp tới. Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Iraq nằm tại bảng D, nơi có sự hiện diện của Nhật Bản, Indonesia và đội tuyển Việt Nam. Theo lịch trình, đội tuyển Iraq sẽ gặp thầy trò huấn luyện viên Philip Chuse vào ngày 24 tháng 1 tới đây. Tiền vệ Basha Reysan của đội bóng Iraq có những chia sẻ trước thêm Asian Cup 2023. Trong đó, anh bày tỏ sự cẩn trọng khi gặp lại đội tuyển Việt Nam và Indonesia, hai đối thủ của Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 ở giải đấu trên đất Qatar. Đây là bảng đấu cân bằng, không dễ, nhưng giành quyền đi tiếp cũng không phải bất khả thi. Chúng tôi từng đối đầu và đánh bại với đội tuyển Việt Nam lẫn Indonesia. Tuy nhiên, các trận đấu tại Asian Cup rất khác với vòng loại World Cup và không dễ dàng chút nào vì giải đấu tới không cho chúng tôi cơ hội sửa sai. Chỉ một sơ suất cũng khiến cho đội tuyển Iraq thua trận, bị loại và khiến cho người hâm mộ thất vọng. Đội tuyển Iraq được đánh giá là ứng cử viên trong một trong hai suất trực tiếp vào vòng trong. Bên cạnh đội tuyển Nhật Bản, Badha Rezan cũng cho biết đội bóng phải chuẩn bị chú đáo cho trận đấu này. Tuy nhiên, trước đó tiền vệ sinh năm 1996 muốn toàn đội giành kết quả thuận lợi ở trận gia quân. Nhiệm vụ khó khăn đang chờ đợi là cuộc chạm trán với Nhật Bản, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Hy vọng chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ về chiến thuật, thể lực và tinh thần, bởi sự thiếu tập trung có thể khiến chúng tôi mất điểm. Tôi tin chiến thắng trước Indonesia ở trận mở màn sẽ mở ra cánh cửa đi tiếp. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã có buổi làm việc đầu tiên với vai trò huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thể công Việt Theo. Ngay sau khi bản hợp đồng quan trọng này được ký kết, tân huấn luyện viên trưởng của Thể công Việt Theo chính thức bắt đầu công tác huấn luyện cùng với đội bóng áo lính. Ông Thắng là huấn luyện viên thứ ba ngồi vào ghế nóng của đội bóng này chỉ sau 8 vòng đấu của V-League 2023. Trước đó sau cởi đầu không tốt, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh đã phải nhường ghế cho ông Duli kể từ vòng thứ sáu. Tuy nhiên, vị huấn luyện viên ngoại quốc này cũng đã phải chuốc lấy hai trận thua đậm trong hai trận đấu ngồi vào ghế nóng của thể công Việt theo trước khi nhường lại chỗ cho ông Nguyễn Đức Thắng. Trong ngày ra mắt, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chia sẻ những cảm xúc đặc biệt. Tôi đã có 20 năm quân ngũ, hơn 10 năm tại giải vô địch quốc gia, nhưng cảm xúc của cầu thủ so với cảm xúc của một người mang cương vị huấn luyện viên trưởng rất đặc biệt. 13 năm trước, tôi ở đây nhưng là để đào tạo đội trẻ, Lần quay trở lại này, trọng trách cao hơn, nhưng đồng nghĩa với đó là niềm tự hào lớn hơn. Tôi sẽ có cơ hội để phấn đấu và đóng góp đưa đội bóng thể công Việt theo thăng hoa trở lại. Trong sự nghiệp cầm quân, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã dẫn dắt một số đội bóng như Sài Gòn FC, Bình Định và để lại dấu ấn đậm nét về chiến thuật cũng như chuyên môn. Sở trường chiến thuật của ông Thắng là phòng ngự phản công. Trong màu áo của Bình Định, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đã giúp cho đội bóng đất võ thăng hạng V-League sau một thời gian dài chờ đợi, sau đó giành vị trí Á quân Cúp Quốc gia 2022, đứng thứ ba V-League 2022. Ông Nguyễn Đức Thắng rời Bình Định sau mùa giải 2023 và nghỉ dưỡng cho đến khi nhận lời dẫn dắt thể công Việt theo. Lãnh đạo đội bóng này đặt kỳ vọng cựu hậu vệ của đội tuyển Việt Nam sẽ vực dậy thể công Việt theo cả về chuyên môn lẫn tinh thần để xứng đáng với một đội bóng giàu tiềm lực về tài chính cũng như chất lượng cầu thủ. Rõ ràng, chất lượng cầu thủ nội của thể công Việt theo là rất cao nhưng chỉ có 8 điểm sau 8 trận, tạm thời đứng thứ 11 trên 14 đội là khó có thể chấp nhận được. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Kiatizak sẽ trở lại Việt Nam vào ngày 9 tháng 1 để tiếp tục chuẩn bị cho V-League 2023-2024. Trong thời gian qua, có thông tin cho biết Diego Thái sẽ dẫn dắt Công an Hà Nội chứ không còn là người của Hoàng Anh Gia Lai. Một nguồn tin cho hay, sau khi đến Việt Nam, huấn luyện viên Kiatirak sẽ đến Gia Lai để làm việc với Hoàng Anh Gia Lai. Lý do huấn luyện viên trưởng đương nhiệm của Hoàng Anh Gia Lai đến Phú núi sắp tới là để giải quyết những vấn đề liên quan tới nhà tài trợ. Đây không phải là vấn đề gây bất ngờ bởi nhãn hàng tài trợ trên áo của Hoàng Anh Gia Lai đến từ Thái Lan và được cho là do công ty của gia đình huấn luyện viên Khatiak mai mối. Không loại trừ khả năng nhà tài trợ này đến với Hoàng Anh Gia Lai cũng xuất phát từ uy tín của cựu tiền đạo này trong thời gian thi đấu và làm huấn luyện viên ở Thái Lan. Một khi huấn luyện viên Khatiak rời phố núi, nhà tài trợ này có thể sẽ phiền lòng và đó có thể chính là sợi dây ràng buộc huấn luyện viên Khatiak với Hoàng Anh Gia Lai nếu vấn đề không được giải quyết ổn thỏa. Bầu Đức bây giờ không còn quyền tự quyết ở Hoàng Anh Gia Lai sau khi có sự xuất hiện của ông chủ ngân hàng Nguyễn Đức Thụy, thường được gọi là Bầu Thụy. Bằng chứng là trên các thông báo của fanpage đội bóng Hoàng Anh Gia Lai đều có thông tin Bầu Đức và Bầu Thụy đã thống nhất. Việc huấn luyện viên Kia Tin Sắc rời đội bóng phố núi cũng không nằm ngoài sự thống nhất của hai ông bầu này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 12 giờ trưa trên kênh Tết Trần TV. Bây giờ là lúc mình di chuyển ra... Uh, máy bay đây và sẵn sàng uh, có mặt tại uh, Asian Cup rồi chắc chắn là các bạn sẽ được xem những cái thước phim uh, rất đặc biệt trên kênh Tết Chân TV tại Doha, Qatar nơi diễn ra Asian Cup uh, Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm like subscribe và bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra những bản tin mới, xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo